Chào các bạn, mình là Nguyễn Hà Anh Như. Năm nay mình 20 và mình vừa đậu visa đi du học Mỹ. Cảm giác thì mấy bạn biết là rất là vui với mừng. Tại vì mình đã trượt hết một lần rồi và đây là lần thứ hai mình đi phỏng vấn. Theo kinh nghiệm của mình thì các bạn nên có những bằng chứng chỉ tiếng Anh như là IELTS, TOEFL. Điểm cao cao tí xíu thì sẽ dễ hơn nhiều cho các bạn. Với tài chính đủ mạnh. Tại vì lúc mà đi vô phỏng vấn á, thì mấy bạn trước khi đi mấy bạn sẽ phải khai cái tờ khai. Thì ai là người bảo trợ thì mấy bạn nhớ chú ý cái phần đó. Với lúc mà đi vô phỏng vấn thì mặt tươi cười, mấy người trong đó thì cũng bình thường chứ cũng không có căng thẳng lắm hay gì. Vô thì chào hỏi bình thường rồi hỏi thăm sức khỏe này. Nói chung là làm cho mình có cảm giác nó nhẹ nhõm hơn nhiều hơn là căng thẳng. Lúc mà người ta hỏi thì mình trả lời theo cách tự nhiên nhất chứ đừng có mà giống như trả bài. Bên Sinh thì em đã học chương trình Diploma là cao đẳng. Rồi sang bên Mỹ thì em cũng sẽ học lại chương trình cao đẳng cộng đồng. Sau đó rồi nối tiếp lên đại học. Em học Ivy Tech Community College ở bang Indianapolis. Bây giờ em đã có visa rồi. Em mong cho mấy bạn chuẩn bị phỏng vấn và sắp sửa phỏng vấn sẽ bình tĩnh, tự tin, học thuộc bài với đậu visa.